định tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, Thừa Thiên Huế đang ở mức nguy cơ cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung thần tốc truy vết, xét nghiệm với phương châm phát hiện đến đâu, cách ly đến đó. Từ 0 giờ ngày 9 tháng 5, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện giãn cách xã hội 4 địa phương có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Các cơ quan chức năng đã kiên quyết xử phạt một số cá nhân đã đưa ra những thông tin sai sự thật, giật gân để câu like trên mạng xã hội, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 8 tháng 5, Bộ Y tế công bố chính thức Thừa Thiên Huế có một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, đó là bệnh nhân số 3211 là VLPA, nữ, sinh năm 1998, có nơi ở Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, vào lúc 6 giờ 35 ngày 8 tháng 5, Sở Y tế tiếp nhận thông tin của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Sở Y tế đã triển khai điều hành cả đơn vị, tổ chức điều tra dịch tễ, xử lý môi trường. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, Sở Y tế nhận kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Trung ương Huế là các bệnh xác định dương tính với SARS-CoV-2. Sau đây là lịch trình di chuyển của bệnh nhân 3211. Ngày 2 tháng 5 năm 2021, di chuyển từ Quảng Trị vào Đà Nẵng, xe giường nằm Quang Dũng. Sau đó bàn trở về nhà tại 172/24 Trần Cao Vân, Đà Nẵng. Đi làm tại địa chỉ 222 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng. Ngày 3 tháng 5 năm 2021, đi làm tại địa chỉ 222 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng. Ngày 4 tháng 5 năm 2021, uống trà sữa tại số 30 Âu Mức Khiêm, Đà Nẵng. Ngày 5 tháng 5 năm 2021, 10 giờ, di chuyển từ Đà Nẵng ra Huế bằng xe máy cùng với bạn. Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ, dừng lại mua tài khoản mỹ phẩm Minh Cosmetics gần chợ Bến Ngự, về đến nhà lúc 13 giờ. 15 giờ, đến tại trạm y tế Hải Chánh để khai báo y tế. Từ 19 giờ đến 20 giờ, ăn tối tại quán Ốc Hoa ở xã Hải Sơn. Ngày 6 tháng 5 năm 2021, 8 giờ đến 9 giờ, đi ăn sáng tại quán Chảo Trượt ở Mỹ Xuyên, Phong Hòa. 9 giờ, uống cà phê tại quán Long Vui và về lại nhà. Từ 13 giờ đến tối, ăn dỗ tại nhà bác tại Hải Chánh, Hải Lăng, Quảng Trị. Ngày 7 tháng 5 năm 2021, từ 10 giờ 30 đến 11 giờ, làm căn cước công dân tại xã Phong Thu. Lúc 13 giờ, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Huyện Phong Điền được ghi nhận triệu chứng sốt 38 độ, ho khan, đau rạ họng. Ngay sau khi thăm khám, Bệnh viện Phong Điền xác định đây là ca nghi ngờ nhiễm COVID-19 nên bệnh nhân được đưa vào khu cách ly của bệnh viện để theo dõi, xử lý và lấy mẫu xét nghiệm PCR gửi đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC cử 4 đội phản ứng nhanh của tỉnh và 2 đội phản ứng nhanh của huyện Phong Điền tiến hành điều tra, xác minh, tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc và xử lý môi trường. Liên quan đến bệnh nhân 3211, CDC đã xác định 21F1, 35F2. Xác định đây là trường hợp ca nhiễm nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo huyện Phong Điền, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và cả đơn vị liên quan tiếp tục điều tra các F1, F2, F3 liên quan tại các mốc dịch tễ tại các địa điểm điều tra. Bệnh nhân 3211 đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để cách ly, điều trị. CDC đã lấy 21 mẫu xét nghiệm PCR cho F1 đang tiến hành xét nghiệm. Ra quyết định đưa cách ly tập trung 21F1 trường hợp trên tại khu cách ly tập trung T3. 35F2 tổ chức cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. Đang tiếp tục điều tra bổ sung các F và tiến hành xử lý môi trường tại các nơi mà ca nghi nhiễm F1 đã đi qua. Tiến hành xử lý môi trường bằng chloramin B tại các điểm. Đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt thông tin và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Khai báo với chính quyền địa phương nếu liên quan tới ca bệnh hoặc địa điểm có ca bệnh được thông báo trên phương tiện đại chúng. Không hoang mang, chia sẻ những thông tin không chính thống. Sau khi công bố bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2211, Thừa Thiên Huế thực hiện giãn cách xã hội với 4 địa phương của 2 huyện Phong Điền và Phú Lộc vì có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao từ 0 giờ ngày 9 tháng 5. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định nhiều địa phương trên địa bàn huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 rất cao, nên quyết định thực hiện giãn cách xã hội ở 4 địa phương gồm thị trấn Phong Điền, xã Phong Thu, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc từ 0 giờ ngày 9 tháng 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Phong Điền và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc chỉ đạo triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh, giao lực lượng y tế, công an, quân sự hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền và Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Cùng với thực hiện giãn cách xã hội tại 4 địa phương của huyện Phong Điền và Phú Lộc, kết luận tại cuộc họp vào sáng qua,
Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh, chỉ đạo các sở, ban ngành địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp sau. Kích hoạt hệ thống đăng ký người từ các địa phương có dịch đến Thừa Thiên Huế từ 12 giờ ngày 9 tháng 5. Yêu cầu các địa phương phải túc trực 24/7 để giải quyết thủ tục chấp thuận cho công dân về địa phương. Sở Y tế thường xuyên cập nhật danh sách địa phương có dịch theo công bố của Bộ Y tế để các địa phương thực hiện. Kích hoạt lại tất cả 8 chốt kiểm tra y tế liên ngành để kiểm soát người và phương tiện đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực hiện việc cấp thẻ cho phương tiện qua địa bàn tỉnh như đã triển khai trước đây. Cho học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học từ chiều ngày 8 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Tạm dừng tất cả các chuyến xe buýt từ Lăng Cô đến thành phố Huế và ngược lại. Các chuyến xe buýt từ Phong Điền đến Huế và ngược lại. Đồng thời, dừng tất cả vận tải hành khách từ các địa phương có dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Yêu cầu người dân trên địa bàn tỉnh hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có thông báo khẩn về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 3086 dương tính với SARS-CoV-2 sinh năm 1960 thuộc chùm ca bệnh Ba Niêu Phương Đông, thành phố Đà Nẵng. Thông báo khẩn đề nghị người dân đã từng đi qua những địa điểm và cùng thời điểm liên quan khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ và tiến hành khai báo y tế. Bệnh nhân 3086 dương tính với SARS-CoV-2, dự tính nam, sinh năm 1960, thuộc chùm ca bệnh Ba Niêu Phương Đông, thành phố Đà Nẵng. Trong ngày 24 tháng 4 năm 2021, từ 15 giờ, bệnh nhân đến thành phố Huế tại khách sạn Êm, thành phố Huế. Từ 18 giờ đến 19 giờ, quán Ba Đời ở số 1 Dương Văn An, thành phố Huế. Ăn vặt tại số 7 Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Ăn vặt tại chai hẻm đường Hùng Vương, thành phố Huế. Từ 20 giờ đến 21 giờ đi thuyền rồng trên sông Hương và về khách sạn. Ngày 25 tháng 4 năm 2021, 8 giờ ăn sáng tại quán Ba Loan, đường Phan Chu Trinh, thành phố Huế. 9 giờ đi chợ Đông Ba, sau đó có ăn bún cô Hồng ở chợ. 13 giờ quán Gãi Đặng, huyện Phú Lộc, sau đó di chuyển về Đà Nẵng. Vào chiều qua, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra đến cả khu cách ly, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Phú Vang. Xác định tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, Thừa Thiên Huế đang ở mức nguy cơ cao. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung thần tốc truy vết, xét nghiệm với phương châm phát hiện đến đâu, cách ly đến đó. Đến kiểm tra khu cách ly T4 thuộc trường nghiệp vụ thuế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức cách ly tại khu cách ly T4, đồng thời chỉ đạo các lực lượng mà chủ công là quân đội tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp liên quan đến F0 nếu có. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị phải quản lý tốt, nghiêm túc trong các khu cách ly, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, xây dựng đây thành khu cách ly kiểu mẫu quân đội một cách bài bản và khoa học. Tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, lên phương án ứng phó chủ động, chuẩn bị chú đáo các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận cách ly, điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19 nếu có. Sàng lọc phân luồng không để tình trạng lây chéo trong bệnh viện, bố trí lịch trực 24/24, đảm bảo các phương tiện, trang thiết bị, vật tư hóa chất để phục vụ cho công tác phòng chống dịch nhằm kiểm soát, khống chế kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Sở Y tế cần tập trung làm yêu cầu cấp bách và quan trọng để đảm bảo cơ sở này an toàn và việc triển khai các giải pháp đồng bộ để đảm bảo cách ly tuyệt đối an toàn là trên những nhiệm vụ chính trị quan trọng và tỉnh quyết tất cả khu cách ly này thì giao cho quân đội quản lý. Các cơ sở y tế cũng đảm bảo các giải pháp về an toàn phòng chống dịch, đặc biệt phân luồng và xử lý các liên quan đến những biểu hiện liên quan đến sốt, ho, những biểu hiện lâm sàng liên quan đến dịch tễ của COVID-2 cần phải được tách lọc và có phân luồng để đảm bảo ngăn ngừa ban đầu những cái ca mà có nghi là SARS-CoV-2. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường chống dịch, hướng dẫn công dân khu cách ly thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định Bộ Y tế và của tỉnh, kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra, quan tâm đến chế độ sinh hoạt, quản lý, theo dõi sức khỏe các công dân đang thực hiện cách ly. Các địa phương giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, mở rộng các đối tượng giám sát có tiếp xúc liên quan, thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến dịch bệnh để kịp thời đưa ra những quyết sách cho phù hợp với phương châm chính quyền chỉ đạo, quân sự cách ly, công an truy vết, y tế dịch tễ.
Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, từ chiều ngày 6 tháng 5, Thừa Thiên Huế đã kích hoạt trạm kiểm soát ngăn COVID-19 từ các tỉnh phía Nam đèo Hải Vân để kiểm tra, giám sát, kiểm soát dịch bệnh, nhất là việc kiểm tra phương tiện vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng đến Huế trên đường bộ. Đây được coi là giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn nguồn lây khi mà Đà Nẵng đã có trường hợp nhiễm COVID-19. Phản ánh của phóng viên Huế ngày mới về công tác kiểm dịch tại trạm kiểm soát Bắc Hải Vân trong sáng ngày 8 tháng 5. Trạm giám sát dịch tễ phòng chống dịch COVID-19 được đặt tại trạm trung chuyển hầm Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc từ 15 giờ ngày 6 tháng 5. Nhiệm vụ trạm giám sát dịch tễ mỗi ngày bố trí 3 ca làm nhiệm vụ 24/24, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. Giám sát dịch tễ đối với người đi trên phương tiện là mô tô hai bánh, ba bánh và người đi bộ theo hướng từ đèo Hải Vân ra thị trấn Lăng Cô. Tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, xác định người thuộc diện cách ly tập trung theo quy định. Đối với hệ thống mà kiểm soát tại chỗ khu vực thì có hệ thống khai báo trên Huế S và khai báo bằng giấy. Nếu khai báo bằng giấy thì có bộ phận chuyên môn sẽ hỗ trợ nhập trên lên phần mềm của Huế S để khai báo và cho về Huế. Thì cái này nó cũng thuận lợi. Hệ thống công nghệ thông tin đã lắp đặt hệ thống Wi-Fi, camera, tất cả hệ thống để theo dõi. Sử dụng công nghệ là tối đa nhất, ưu tiên giảm vấn đề khai tờ giấy. Nhiều khi không có khai báo bằng smartphone thì sử dụng bằng giấy để khai và thuận tiện để tránh cái sự tập trung đông người. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Huế thì trạm kiểm soát liên ngành tại phía Bắc trung chuyển đèo Hải Vân thì có nhiệm vụ là dừng các phương tiện xe mô tô hai bánh, ba bánh, người đi bộ hướng từ là hầm Hải Vân phía Đà Nẵng xuống vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bắt đầu từ 12 giờ ngày 7 tháng 5, các nhà hàng quán ăn trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh cũng được lệnh tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên, trong sáng ngày 8 tháng 5, đa phần các quán ăn, nhà hàng đều nghiêm túc thực hiện. Một số cửa hàng vẫn hoạt động nhưng chỉ bán mang đi, không phục vụ tại chỗ. Hôm qua thì anh nhận được cái giấy ở thị trấn là báo là tạm nghỉ các coi như là bán hàng cho các xe đi dọc đường trên quốc lộ 1A. Thì gia đình coi như là nghiêm túc nghe theo coi như là chỉ thị của nhà nước. Coi như anh nghỉ bán coi như hàng cơm, bây giờ chỉ có bán cơm hộp mang đi thôi. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã thống nhất thành lập thêm 7 trạm kiểm soát dịch tễ tại các cửa ngõ ra vào tỉnh để kiểm soát công dân từ các tỉnh thành khác vào tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chúng tôi đang chuẩn bị các cơ sở để có thể quản lý tập trung cho những đối tượng F1 trên cơ sở khoảng từ 1,5 đến 2,000. Với quan điểm, quân đội là phải giám sát, quản lý, cách ly. Công an phải thực hiện truy vết để đảm bảo truy vết thần tốc, khoanh vùng, và y tế sẽ tập trung mọi nỗ lực để xử lý dịch tễ, dập dịch. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài việc siết chặt qua lại trên địa bàn thì cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin từ cộng đồng dân cư để kiểm soát các trường hợp người trở về hoặc có tiếp xúc gần với trường hợp về từ các vùng dịch. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa thông báo tạm hoãn các hoạt động biểu diễn phục vụ du khách tại các điểm tham quan. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ hoãn các hoạt động biểu diễn phục vụ du khách tham quan tại các điểm di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, gồm bản lửa súng thần công tại Kỳ Đài, lễ đổi gạc tại Ngọ Môn, biểu diễn đại nhạc tiểu nhạc tại sân điện Thái Hòa và Thể Miếu, biểu diễn nhã nhạc, tuồng và múa hát cung đình tại nhà hát Duyệt Thị Đường. Thời gian bắt đầu hoãn từ chiều ngày 7 tháng 5 đến khi có thông báo mới. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng dịch tại các điểm tham quan, yêu cầu cán bộ nhân viên và người lao động tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với du khách, tăng cường tuyên truyền các nội dung phòng chống dịch, yêu cầu du khách mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào tham quan. Công an thành phố Huế cùng các đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Huế đã có nhiều thông báo về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện tập trung đông người và trên các phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vẫn còn thờ ơ, chủ quan, tụ tập vui chơi, tập thể dục, không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhất là tại các công viên.
Theo số liệu thống kê, từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 6 tháng 5 năm 2021, Công an thành phố Huế đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập biên bản xử lý 79 trường hợp, nhắc nhở 209 trường hợp, ra quyết định xử phạt 6 trường hợp với tổng số tiền 7 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, một số cá nhân đã đưa ra những thông tin sai sự thật, giật gân để câu like trên mạng xã hội. Hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin mà còn tạo tâm lý hoang mang, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Các cơ quan chức năng đã kiên quyết xử phạt hành vi này. Mới đây nhất, vào sáng ngày 6 tháng 5, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh làm việc trực tiếp đối với quản trị fanpage Thừa Thiên Huế là ông Lê Quang Hạc. Ông Lê Quang Hạc đã thừa nhận trang Facebook Thừa Thiên Huế do mình lập và quản trị đã đăng tải và chia sẻ nội dung thông tin không rõ ràng, cụ thể địa điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19, dẫn đến tình trạng người dân hoang mang trong thời điểm dịch bệnh hết sức phức tạp. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt ông Hạc 5 triệu đồng vì đã vi phạm Nghị định 15 của Chính phủ quy định xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Mình ghi không rõ thông tin không đầy đủ cho nên là khi mà người dân đọc vào thì họ hoang mang. Việc làm của mình thì mình đăng mà không động thì sẽ ảnh hưởng sao. Đây là một trong 4 vụ từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh đã tiến hành xử phạt với tổng số tiền 20 triệu đồng. Hệ lụy những thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 mang đến đó là làm nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoang mang trong dư luận. Người dân lẫn lộn giữa tin đúng và tin thất thiệt, tiềm ẩn những nguy cơ gây bất ổn trong cộng đồng dân cư. Việc thông tin sai sự thật là hành vi trái pháp luật, do đó xử lý kiên quyết việc đưa thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 là hết sức cần thiết. Thời gian qua thì thông tin trên mạng xã hội về đưa các thông tin sai lệch, thông tin không đúng sự thật gây hoang mang đã có giảm rất là nhiều. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vẫn còn vi phạm và thanh tra trong thời gian tới thì sẽ thông qua cái trang công tác giám sát phản ánh hiện trường Huế-S thì sẽ tăng cường kiểm tra, theo dõi và đặc biệt là những đối tượng mà vẫn tiếp tục vi phạm thì chúng tôi sẽ nghiêm minh xử lý theo đúng quy định pháp luật. Mọi người dân cần sáng suốt trong tiếp nhận và xử lý thông tin, theo dõi sát thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh và kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng các trường hợp đăng thông tin bịa đặt sai sự thật. Các cơ quan thực thi pháp luật cần tiếp tục tăng cường ra soát, xử lý cương quyết đối với những cá nhân cố tình phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang lo sợ cho người dân trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Đề án phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế để phục vụ phát triển du lịch vừa được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt. Mục tiêu của đề án là định hướng phát triển du lịch, bảo tàng và hệ thống di tích lưu niệm của Bác trên địa bàn tỉnh trên cơ sở khai thác và phát huy các tiềm năng lợi thế đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch, tạo điều chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước. Mục tiêu cụ thể trong năm 2021 đó là xây dựng và đưa vào thực nghiệm các sản phẩm du lịch phù hợp với các đối tượng khách tham quan như tour tuyến tham quan các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp với các di tích lịch sử văn hóa và sản phẩm du lịch tại các địa phương. Xây dựng chương trình lễ dân hương, dân hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 19 tháng 5 trong cộng đồng. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho du khách tại các di tích. Từ năm 2022 đưa vào khai thác phục vụ khách tham quan du lịch. Đến năm 2025, hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cơ bản được tu bổ, tôn tạo hoàn chỉnh. Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế được đổi mới trưng bày, trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn trong hệ thống điểm tham quan du lịch của tỉnh. Phấn đấu lượng khách tham quan đến bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi năm trung bình tăng từ 5 đến 10%. Một số giải pháp chính triển khai đề án gồm tổ chức không gian quy hoạch hệ thống dịch vụ tại các điểm tham quan, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường sự gắn kết hoạt động của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế với các doanh nghiệp du lịch, song song với đó là giải pháp về chính sách tài chính cho hoạt động của bảo tàng, tu bổ tôn tạo di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sau sự việc để xảy ra sai sót trong quá trình tu bổ bờ kè Hồ Thành Hào, đoạn từ cửa Quảng Đức đến Nam Minh Đài trước đây, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, nghiên cứu triển khai phương án trùng tu thích hợp trên nguyên tắc bảo tồn tối đa tính nguyên bản của di tích này. Việc làm này đang dần trả lại dạng xưa cho di tích bờ kè Hồ Thành Hào, góp phần tô thêm nét duyên của di tích kinh thành Huế.
bảo tồn nguyên trạng và gia cố tu bổ đối với những đoạn kè còn tương đối nguyên vẹn. Đối với những đoạn kè hư hỏng nặng phải tháo dỡ, sử dụng phương pháp thủ công, có sự hỗ trợ của phương tiện cơ giới nhỏ nhằm tránh tác động tiêu cực đến công trình. Tận dụng tối đa những viên đá cũ và sử dụng kỹ thuật xếp khang theo cách làm của người xưa đối với mặt ngoài và mặt bên trên của bờ kè. Và đây chính là kết quả từ những thay đổi này. Nếu không có sự chênh nhau về màu sắc do đá cũ bị phong hóa, thì rất khó để nhận biết đâu là đoạn kè vừa thực hiện tu bổ, đâu là đoạn kè cũ được bảo tồn. Thì kỹ thuật xây dựng kè trước hết là chúng tôi căn cứ vào các văn bản hồ sơ thiết kế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Sau đó chúng tôi sẽ kết hợp đơn vị thi công đi khảo sát lại toàn bộ đoạn kè cũ, đánh giá, sau đó đề xuất hội đồng đánh giá di tích đoạn nào giữ và đoạn nào là thực hiện tu bổ. Như anh thấy là đây chúng tôi sử dụng là mặt ngoài là toàn bộ là đá cũ, mặt trên cũng đá cũ, mặt trong là xây đá mới. Thứ nhất là vừa giá cổ kè vừa giữ bên vực kè, những đoạn kè cũ giữ lại sẽ được tiếp tục giá cổ để bên vực thời gian. Nghiêm túc rút kinh nghiệm sau những sai sót khi tu bổ đoạn kè từ cửa Quảng Đức đến Nam Minh Đài, chủ đầu tư dự án là Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nghiên cứu kỹ càng cách thức xây dựng của tiền nhân, chọn giải pháp tu bổ phù hợp trên nguyên tắc bảo tồn tối đa tính nguyên gốc của di tích này. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2020, một đoạn kè có chiều dài 185m đã được chọn thí điểm phương pháp trùng tu theo đúng yêu cầu kỹ thuật về bảo tồn di tích. Quá trình thực hiện có sự giám sát, đánh giá và nhận được sự đồng thuận từ Hội đồng Khoa học của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Từng có các bài báo lên tiếng về những sai sót trong quá trình thi công đoạn kè Quảng Đức - Nam Minh Đài trước đây. Nhà báo Minh Từ bày tỏ niềm vui khi bảo tồn giá trị nguyên gốc, một nguyên tắc cơ bản, tối quan trọng trong trùng tu di tích đã được phát huy. Tôi có tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn thì họ đánh giá rằng là nhìn bằng trực quan thì thấy rõ là cái mặt bề mặt ngoài của cái kè đá là diện màu nó là gần với diện màu nguyên gốc, vẫn còn cành đó, vẫn còn những đoạn nguyên gốc đã được giữ. Thứ hai nữa là cái kỹ thuật mà xếp đá khang không vừa kịch dính thì các nhà chuyên môn họ đánh giá là đúng là khó. Nhưng ít ra là cũng có cho một cái giải pháp nào gần khả thi. Thì cách người ta đang làm hiện tại là dùng cái vữa xi măng để kết dính phía bên trong lõi. Còn bên ngoài thì mình giữ cái hình thái là như là xếp khang không có vừa kết dính. Thì các cơ quan chuyên môn họ đánh giá là như vậy là có thể chấp nhận được. Sau thử nghiệm này, vào đầu năm nay, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Đến thời điểm này đã thực hiện 70% khối lượng công việc. Dự kiến trong năm 2021 này, việc tu bổ bờ kè mặt Nam Kinh Thành sẽ hoàn tất. Đây chỉ có mặt Nam thôi, còn cái hành Huế chúng ta còn mặt Đông, mặt Tây, mặt Bắc. Thì ba mặt còn lại thì hiện tại chúng ta đã còn thiếu kinh phí. Như vậy thì trung tâm cũng rất là muốn các cơ quan, các cấp sẽ tạo điều kiện thêm nữa về nguồn kinh phí để mà sau khi chúng ta di rời cái dân cư ở khu vực quanh Hộ Thành Hào trên Thượng Thành ra thì chúng ta có khả năng tiếp tục để mà thi công tiếp cái phần kè này. Thì nếu mà làm được như vậy thì chúng ta sẽ trả lại cho di tích là cái diện mạo cũ của cái di tích. Thứ hai nữa là sẽ cải thiện được cái vấn đề về môi trường. Dạng xưa của bờ kè Hồ Thành Hào đang dần hiện hữu. Nhưng với nhà báo Minh Từ, người dân Huế và cả những người yêu Huế đang rất mong chờ chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm có phương án khắc phục đối với đoạn kè sai phạm trước đây. Và như thế, niềm vui trả lại cho Huế thêm một di tích nữa sẽ được trọn vẹn. Còn bây giờ như thường lệ, kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và gặp lại trong những chương trình sau. Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng, nên đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nên nhiệt độ tăng nhẹ và dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ, độ ẩm 76 đến 84%, đặc biệt Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà 24 đến 35 độ, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy 24 đến 35 độ.
thành phố Huế 24-35 độ, A Lưới 22-33 độ, Nam Đông 24-37 độ. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m.